Là hai Nguyễn cho anh em kỹ thuật tháo đô la EV xuất Mỹ, được sản xuất tại Trung Quốc. Bác Trần Thế Thân. Và đây chính là bác Thân đang muốn. Bác Trần Thế Thân. Và ở quê võ Bắc Linh đang muốn kiểm tra. Anh em đều trong hội đam mê âm thanh, yêu quá hát. Quê võ Bắc Linh em bán rất nhiều bác Thân nhé. Đấy. Anh em đang này. Đây là dòng EV loa là sản xuất Trung Quốc nhưng mà xuất Mỹ, trọng lượng của nó là 60 cân một đôi, sơn sần bóng chống nước rất là dày dặn. Giờ đưa lên ô tô bin luôn hả? Vâng, đầu tiên tôi về tôi xem. Vâng, đây là đồng nguyên thùng nguyên hộp. Bây giờ anh em đã tháo ra hầu thì em đã tặng dây anh em không có hết dây là xốp sách và xốp dưới của nó bằng cái thầm rồi thì cứ xong là em xem. 5 mét đi được 4 mét. Chỉ làm 4 mét, 3 mét thôi, 5 mét nó cũng thừa ra. Không, 5 mét. 5 mét em đóng 2 cái giá cao. 5 mét thì sẽ làm 5 mét. Tôi mở cái giá cho bác xem nhìn mẹ. Đôi giá của nó rơi vào khoảng độ 50 triệu. Không phải đâu, là người điêu thôi. Ở dưới, ốc dưới, xem ốc dưới. Mày mở đôi giá cho ông xem. Không, lấy cái là 4 mét một bên á. À, thế thì thoải mái. Những loài đánh 23 nhiều, đánh... Anh ơi cho em 5 mét đi. 4 mét thì... Nhưng mà bác có nhận em đôi khi... Thế 1 mét đã đáng bao nhiêu tiền? Đôi khi là thương hiệu nó rất nhiều tiền nhỉ? Không phải hẳn thế đâu. Cái thương hiệu cũng là cái quan trọng. Quan trọng mà... Mở cái đôi giá loa cho bác thì xem thì cả... Lấy cái lạt kéo ra. Tay mình... Nó có gờ xốp chứ, nó có gờ xốp này nó đánh nó không phê à? Là anh cứ nghĩ nó là một tình. Cứ bắn ra cho bác sướng. Anh em đã chuẩn bị súng ống bắn luôn mà. Đây. Con vân này. Vân lụa tầm dầu. Lụa tầm dầu. Đấy không mà hỏng. Cái này khi anh đánh quá ngưỡng nó không phộp. Nếu loa cái loa mà DV khi mà đánh đẩy nó quá ngưỡng nó phộp ấy thì anh phải giảm xuống nha. Nhưng dạo này nó không bị kiểu đấy. Ông lục hết. Tức là quá nó chỉ cháy. Nó cháy thôi. Nó cháy xong mày dí cái này nó cứng nhắc ra được. Nó cứng nhắc. Loa nó lành lắm, loa không chết, chỉ mình đánh quá không chết thôi. Nhưng cái này kẹp BV. BV chết trước cái này không bao chết. Can tâm điều. Đấy nên là không sợ. Cái này công suất to hơn. Tôi hai đánh gần nội tầm dầu nó khác. Có cho chắc thế mà. Theo bên tay, để tôi vít. Để tôi vít. Không bóng luôn. Đứt tay, bật móng tay đứt tay. Mấy khi mà được tháo dây mà ra nhà về nhà cũng còn đến 8 năm đều về nhà tháo làm gì? Làm gì? Anh nhìn tần kìa. Cái kia mà đây. Đấy, nó đẹp như thế mà. Từ con này từ 19 này. Từ 19. Nó bắt 30 thì chỉ... Út ra hết đây một cái dòng này, út ra hết mà hàng xuất Mỹ mà rồi đây. Đâu? Chở sứ ở trên này có mấy cục. Đây, chở anh này. Chở nó chở nhôm mới là chuẩn. Đấy. Còn tần to không? Đây là cọc. Đây còn anh nhìn này tất cả các thứ thông tin hết của nó này. Cái chép cho bác xem cả chép mà thích. À, xem có mã vạch. Mã vạch làm sao lên được hàng mình nhập thành nhập trong này. Mày quét đâu rồi? Nó nhỏ. Mình... Mà phải đúng mã của nó, công ty của nó. Đây chắc được. Cái còn cái ở Việt Nam mình không ấy được. Đấy. Cho cả cái chép mà sướng. Mất công. Một dòng mới này gần như nó lành lắm ạ. Làm sao bác tháo một tay được? Em đối với anh phải xem kỹ đây. Trời giữ tiêu chút. Đấy, tất cả. Đây, mã và chưa dập hết này. Cái đang suốt này. Trên bằng loa này. Đấy, nó có ngày sáng luôn. Cái này không có mát chìm. Đấy. Đây, mà dập hẳn nó mát đây. Cái màng này nó dập luôn thông tin. Cái mát chìm của nó. Đây, nhìn tép. Đây, nhìn tép đẹp không? Đẹp nhỉ? Đẹp thì nó mới nó sẽ đẹp. Không ý nó to không, cái này nó không hỏng nữa. Không, cái này kia cái dòng bao giờ nó sần sần này. Kẻ bê ba đấy. Rất bẩn cái đấy. Ui ra hết anh này này. Là hàng xuất Mỹ em rồi. Nó hàng xuất Mỹ rồi. Em về hết. Không phải em quảng cáo của nước Việt Nam mỗi thôi này. Không, nhà em bán nó này. Riêng mới chiều nhà em. Anh vào mạng khó đố thế thôi. Mình kết mua thôi chứ còn bây giờ bảo tin tưởng là chính. Nhưng mà